Thanh Tú. Theo anh, liệu có khả năng các vòi bạch tuộc của Việt Tân sẽ bỏ rơi cái đầu để khi vụ kiện đến hồi gay cấn thì nó thoát thân ạ? Tôi nghĩ họ sẽ bỏ rơi, chứng tỏ là không ai giờ vào. Đó. Anh nên nhớ ở bên Mỹ này là không phải như ở Việt Nam cũng vậy, chúng không phải bên Mỹ. Khi mấy cái vòi bạch tuộc mà họ có của cải, đó, có vợ, có con, mà gặp nguy, cái việc đầu tiên họ làm gì? Mặc kệ anh, tôi lo cho gia đình trước, tôi bảo vệ những của cải của tôi. Thành ra họ, mà ai nấy chạy, nghĩa là họ không có cái ấy nữa. Tôi biết cái chuyện đó, tại vì họ đương đầu với tôi, họ không có lợi gì cả, họ lỗ nhiều hơn là lợi. Đương đầu với tôi những giấy tờ về sở thuế, tôi đã biết anh rồi, tôi đã biết anh đã trốn thuế mấy chục năm nay rồi. Anh cứ nói với nói vợ muốn nói gì, cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại và tôi hy vọng của quốc nội thấy là cái cách nghệ thuật mà gọi là phương pháp mà về khoa học tôi điều tra đó. Khi tôi điều tra, tôi đưa ra những cái bằng chứng cụ thể khó mà cho anh tránh khỏi tôi không biết tiếng Việt là gì, cũng như không có léo đi ngõ này ngõ kia được, anh không làm được. Mỗi khi tôi viết bài đó, thông cáo, tôi buộc anh hay là tôi biết, tôi đưa anh vào cái đường mà bố tôi chẳng cũng phải làm chặt chẽ để cho họ không có lối thoát. Là tôi biết, tôi đưa ra những cái bằng chứng đó cụ thể, tôi biết anh không thể gọi là phân tách được, là vì từ cái anh vì không kênh thái độ, tôi đưa anh vào ba chuyện, anh phải buộc anh phải là làm ba chuyện. Một là anh mượn cái đầu óc của người khác để kết luận, hai là anh dùng những cái từ ngữ mà tôi gọi là văn tục với tôi, ba là cái cuối cùng là cái lúc nào cũng là đương nhiên là anh buộc tôi là cộng sản để rồi anh kết luận. Cái đó chứng minh cho tôi thấy cái gì? Chứng minh cho tôi thấy là họ kém kiến thức để lập luận với tôi. Thì mỗi lần tôi thấy như vậy là tôi biết tôi đã thắng rồi. Cái đó cái sức mạnh của tôi. Vì thế những người mà những cái vòi bạch tuộc và họ sợ họ kỵ mấy cái chuyện đó. Tại vì anh nên nhớ là đứng sau lưng tôi rất là nhiều cơ quan Mỹ. Chứ không phải là như bố tôi ngày xưa. Cái hoạt động tôi nó khác như bố tôi ngày xưa, tại vì tôi không phải thế hệ bố tôi. Thực tế là như vậy, bố tôi ngày xưa dùng cái ngòi bút để tôi dùng, ngày xưa tôi dùng cái chữ kết thúc, nhưng mà có nhiều người sửa tôi không hiểu kết thúc kết liễu cơ nào. Họ nói anh Tú phải dùng cái kết liễu thì tôi sẽ dùng kết liễu, có thể tôi sai, nếu sai thì anh tôi dễ dạy lắm, anh tự nhiên dạy. Thế là tôi dùng kết liễu, thế là bố tôi dùng cái ngòi bút để kết liễu họ. Tôi ngày nay tôi đang thực hiện và áp dụng luật Hoa Kỳ để kết liễu họ. Trong cái câu hỏi mà nhiều người hỏi tôi, anh Tú tại sao anh không đi nhắm vào những người mà giết bố anh mà lại anh nhắm vào cái băng đảng Việt Tân? Cái câu hỏi đã chứng minh cho tôi biết họ không hiểu băng đảng Việt Tân là tại sao. Về chiến thuật đó, về nhân đạo chứ, về nhân đạo chứ, gia đình tôi đã trải qua mấy chục năm nay. Thành ra tôi hiểu cái đau khổ. Và ngày nay mấy người đó cũng gọi là gần đất xa trời. Tôi muốn họ hưởng cái hạnh phúc với gia đình họ, con cái của họ và vợ họ và cháu chút của họ. Tại vì họ vào tù, bố tôi cũng đã chết rồi, cũng không có đạt được gì. Tôi không muốn tạo ra cái khổ cho mấy người đó. Cái đó về nhân đạo. Tôi đã thỏa mãn rồi, tôi biết ai giết bố tôi rồi. Để tôi sửa lại, không phải là giết mà họ thủ tiêu thì đúng hơn. Là sao tôi dùng một sự thử tiêu? Tại vì họ xả vào người bố tôi không phải một viên, hai viên, ba viên mà bảy viên đạn. Nếu mà anh ở trong quân đội đó, thì anh biết bảy viên đạn mà đạn 45 ly là đạn lớn. Đây là một sự thủ tiêu chứ không phải giết bố tôi. Thành ra lúc tôi nhớ, nói với tôi nếu mấy người này vào tù, tôi thất bại. Thất bại là sao? Bà băng đảng Việt Tân sẽ sống vĩnh viễn. Nếu mà sống vĩnh viễn, người quốc nội họ sẽ khai thác người quốc nội. Tại vì người quốc nội là cái mồi, là cái nguồn tài chính. Thì người quốc nội sẽ khổ và người hải ngoại sẽ khổ. Thế nên vì thế tôi phải kết liễu cái chính sách này.
cái kết liễu đúng không anh? Cái chữ kết liễu hay kết thúc anh cho con hiểu Cái nè. từ kết liễu là đúng rồi, Được kết liễu anh ha. đúng từ chọn À, kết đấy, thúc là cái đúng gì? Khi kết nào mình dùng liễu. kết thúc anh? Bài viết à? Kết thúc một bài viết, kết thúc một cái sự kiện nào À, đó. Còn kết liễu nó dùng như là cuộc đấu ấy. ok. Vì là tôi đấu súng anh, tôi đánh Dạ, rượu anh. đã hiểu. Tự Đã. nhiên người ta hỏi tôi mà tôi nói thì đã thì bởi vì nhiều lúc tôi dùng những cái, tôi nhớ một lần tôi viết là mẹ tôi la tôi mắng tôi. Tôi viết một cái thông cáo, tôi viết về cái, tôi nói những nhà báo tầm thường và bình thường. Mẹ tôi đọc được và nói Tú con hỗn quá, con không dùng được cái chữ tầm thường. Thì tôi đã nói tầm thường bình thường cũng vậy. Tôi phải viết cái thông cáo khác để đính chính và xin lỗi. Thật ra tôi mong người quốc nội hiểu và thông cảm cho tôi, không cố tình là thế, tôi không biết chứ không phải là cố tình. Thì từ từ thì mấy người mà biết thì nên dạy tôi dễ dạy lắm anh. Mời anh hỏi hỏi tiếp tục. Vâng ấy, nó giống như là cuộc đấu súng nha anh. Dạ. Tôi kết liễu anh bằng một viên đạn vào đầu. Đấy cái từ kết liễu ấy. Yeah. Trong vâng, thưa anh Thanh Tú. Thế phản ứng của dư luận hải ngoại và dư luận ở trong nước ấy, trước cái vụ kiện của anh ấy, có đúng như suy nghĩ của anh không ạ? Tức là cái phản ứng của dư luận hải ngoại và trong nước ấy, cái phản ứng của dư luận ấy, nó có đúng như cái suy nghĩ của anh không? Vâng, tôi không có ngạc nhiên gì cả. Tại vì ở hải ngoại anh có hai phần, hai thành gọi hai phần hay là thành phần. Thành phần phải không anh? Cái từ ngữ là thành hai thành phần. Nếu mà anh bảo trong tôi nói sai anh sửa thôi nhé. Thành phần gọi là cái gì? Ngày xưa tôi không biết nhưng mà sau này tôi đọc, có thể tôi quên. Họ viết tắt là C C C C C Viết C tắt là D đó, chống cộng cực D đó. D là cái gì? Chống cộng cực đoan. Ok, rồi một thành phần là hạ là về truyền thông à. Thì chống cộng cực đoan đó thì những cái điều mà tôi đoán tôi đã biết trước rồi. Anh nên nhớ là tôi rút kinh nghiệm, tôi và bố tôi hai bố con tay không, nghĩa là đương đầu với băng đảng này từ mấy chục năm trước, thành ra tôi kinh nghiệm với cái việc này, tôi không có ngạc nhiên. Lúc bấy giờ tôi còn trẻ và bố tôi và hai bố con bị họ họ chân đường mà đông lắm, mỗi lần họ chân đường rồi họ dùng súng đạn này kia thì lúc đó tôi không có sợ tại vì tôi thương bố tôi. Chuyến đi mà tôi vừa về Việt Nam đó thì lúc tôi trở lại những người mà ủng hộ tôi đó thì họ không ủng hộ nữa, là tại vì tôi về Việt Nam. Thì tôi là người Mỹ, tôi muốn đâu chưa đi đâu, tại sao cả lại cấm ra điều kiện về Việt Nam? Chỉ có cái điều quan trọng anh phải nên nên để ý là chính phủ Việt Nam có cho phép tôi về hay không, cái đó cái quan trọng. Còn mà ngày nào vẫn cấp visa thì tôi thử tiếp tục đi đi đâu tôi đi đâu đi phải không anh? Tôi là người Mỹ, tôi quan niệm là như vậy, nhưng mà họ hãy nghĩ là nhưng mà anh về đúng không? Tôi về là tôi là con dân đất Việt, tôi về là nơi mẹ bố mẹ tôi sinh nó, tôi về tôi đi và là con cái tôi nó về, nó thích ăn uống ở Việt Nam, nó thích ăn chè ăn xôi như vậy thôi. Thì như tôi nói thì anh bảo Trâm không muốn tôi về thì tôi không về để thôi. Những người quốc nội mà người dân đất Việt mà nói chúng tôi không muốn ông Tú về thì thôi tôi không về. Nhưng mà ngay là cho đến khi nghe nói tôi tự động tôi về. Với lại cái một trong những cái câu hỏi lúc mà tôi về Việt Nam tôi trở lại đó thì họ hỏi tôi các câu này: khi anh Tú về anh Tú có gặp trục trặc với an ninh hay không? Thì tôi thẳng thắn như một người Mỹ tôi trả lời không. Mà thực tế là tôi không có gặp trở ngại gì cả. Cái người mà tôi sợ lúc bấy giờ tôi sợ cái về cái gọi là cái mạng sống của tôi là phải nói là Việt Tân thì đúng hơn. Tôi không có cho gặp trục trặc, thì tôi phải, đó phải là lần đầu tiên tôi về cả chục lần. Mà tôi về lúc tôi xuống cái đường Nguyễn Huệ tôi thấy ai cũng cầm quay phim cả, mấy người gọi là cái gì diễn viên model là gì ta, model thế là mấy người mà fashion Người model mẫu, là người gì người mẫu, người mẫu, à, người người mẫu. mập à, tôi thấy họ chụp hình họ quay phim, tôi cũng bắt chước tôi chụp hình tôi quay phim vậy thôi. Đâu có ai chặn tôi gì cả. Thì và tôi nói thật thì mấy người mà ủng hộ tôi đó đây là thành phần trí thức thì họ nói là anh Tú nhưng mà anh nói tiếng họ cũng nói là họ muốn tôi bẻ cái sự thật. Nhưng mà tôi nói cái khổ là như vậy, nếu tôi bẻ cái sự thật có nghĩa là tôi cái anh đưa tôi vào con đường chính trị, mà khi mà tôi bẻ sự thật nó không thành sự thật, nó thành sự
tuyên truyền trong phe này phe này hoặc là phe kia, nhưng đó ta không làm được. Tôi thấy, tôi thông cáo, gọi thông cáo ha, tôi báo cáo, còn cái quyết định giải quyết là do các anh. Các anh muốn bẻ thì các anh bẻ, còn tôi không làm được. Cho nên những cái thành mà tôi không ngạc nhiên, tôi biết anh, và tôi biết họ sẽ khống chế tôi. Vì những cái lá cải lúc mà bố tôi nói cho tôi biết, khi mà bố nằm xuống đó, những cái lá cái chúng tôi gọi là lá cải truyền thông Việt Nam sẽ bị Việt Tân hóa hết. Là khi mà Việt Tân hóa họ không phải là truyền thông mà gọi là cơ quan tuyên truyền thì đúng hơn cho băng đảng Việt Tân. Cái đó là một trong những cái việc mà tôi thấy nguy hiểm nhất cho khi tôi trở lại cái đài OIV với lại đài Voice America, Á Châu Tự Do đó. Chẳng những họ là cái tuyên truyền, là những cơ quan tuyên truyền cho băng đảng Việt Tân, mà họ là gọi là họ đào tạo người đưa vào Việt Nam, huấn luyện đưa vào Việt Nam để đi kiếm mồi để chi, để họ khai thác những cái việc đó. Tôi điều tra, tôi anh nên nhớ tôi phỏng vấn băng đảng Việt Tân, đảng viên Việt Tân ở Việt Nam, để tôi nói là cái ví dụ như vậy. Những người, năm người tôi phỏng vấn là đảng viên Việt Nam, tôi hỏi các anh lúc mà các anh biểu tình đó, những người biểu tình được trả, có được trả lương hay không, có được trả tiền hay không, thì họ nói có. Thì tôi hỏi bao nhiêu, họ nói mỗi lần đi biểu tình như vậy thì được 200.000, lúc bấy giờ là cho là 10 đô nhé, 200.000. Còn tôi hỏi những người mà cầm mấy cái banner, có thể tôi dịch sai, anh bảo cho banner hình như là Đúng đúng, biểu banner ngữ phải không anh, biểu đã ngữ biểu đấy, ngữ, thì banner. anh được bao nhiêu, thì anh hỏi là 500.000 đô, 500.000 tiền Việt Nam có nghĩa là 25 đô. Rồi đó tôi hỏi về cái cách mà hoạt động của họ, thì tôi biết những người mà thành phần họ gọi là thành phần bộ não của Việt Tân, băng đảng Việt Tân ở Việt Nam đó, thì mấy người đó lãnh lương tháng từ 400 tới 800 đô. Còn thành phần ở dưới đó họ gọi là, cái này thì tôi nói tôi xin lỗi trước, nhưng mà chúng ta phải nên thực tế, họ coi thành phần gọi là bần cố nông. Tôi lúc đầu tôi không hiểu cái chữ bần cố nông là gì, tôi Google mà tôi cũng không hiểu. Tôi về tôi hỏi mẹ tôi, thì mẹ tôi nói, mẹ tôi bảo tôi con không được dùng cái từ ngữ đó, cái đó con dùng như vậy con qua, con đi quá khứ, quá quá gì quá chớn hay quá gì tôi không biết nữa. Thì quá thì tôi nói Quá trớn, là quá đi quá trớn này. tôi nói là không, con đâu có nói đây là những cái từ ngữ mà của băng đảng Việt Tân họ dùng, tôi thấy thấu thấu được. Thì họ mới ông mới nói như vậy. Thế là họ nói với băng đảng Việt Tân là đây là bộ não, còn những người dùng tú như ông Bảo Trâm và những người cũng nói các anh là thành phần bằng bằng cổ nông. Và sẵn đây tôi đính chính luôn, tôi rất là hạnh diện là bằng thành phần bằng cổ nông, rất là hạnh diện. Anh muốn gọi tôi gì gọi, nhưng mà tôi không cho phép bất cứ ai khai thác những người cũng nói được rồi, anh muốn gọi tôi bằng cổ nông bằng gì bằng không sao. Thì tôi thấy họ khai thác thấy rõ ràng, họ kiếm mọi. Rồi tôi phỏng vấn mấy cái người mà gọi là tù nhân, cái gì tù nhân lương tâm, Tù nhân lương tù tâm. nhân lương tâm. Sau khi tôi phỏng vấn thì anh có coi mấy cái clip, tôi nghĩ anh có coi. Tôi phỏng vấn rồi tôi điều tra rất kỹ càng thì tôi mới biết, tôi nói đây là những người mà họ không phải tranh đấu cho lương tâm mà họ tranh đấu đi Mỹ thì đúng hơn. Tôi gọi họ là những tù nhân vô lương tâm. Còn những người kia đó, năm người đảng viên mà tôi phỏng vấn thì họ nói anh Tú, anh từng cho chính phủ Việt Nam biết tên của chúng tôi, cái chuyện đó tôi không cho, tôi hứa tôi giữ lời. Thì tôi nói là thôi tôi hiểu rồi, có nghĩa là các anh không phải tranh đấu cho một cái gọi là cái không phải cái gì lý tưởng, mà các anh là những nhà người nhà nghề thì đúng hơn. Thì tôi nói như vậy thì anh cười, đã nói thôi cái đó là quan điểm của anh, nói chung nó không phải quan điểm của nó thực tế, tại vì khi mà anh nắm đồng tiền đem đi, anh đi biểu tình có đó là anh nhà nghề rồi chứ không phải lý tưởng gì cả. Thí dụ tôi không trả tiền anh đi không, không nhưng mà tôi hỏi anh không đi như vậy đâu phải lý tưởng nữa anh, cái là vì đồng tiền. Thì mấy anh cười, tôi cũng cười thôi. Tôi mời anh nói, anh nói tiếp. Nhưng mà những cái phản ứng là tôi đã biết trước anh, tôi đoán trước. Còn những người quốc nội là tại vì bố tôi biết những người quốc nội sẽ là những người mà ôm lấy, bố tôi nói cái câu này, họ sẽ ôm lấy con, và đây là cái gì đối với bố tôi. Bố tôi có để bà hàng cái di chúc, nhưng mà đối với bố tôi đó, tôi là cái di chúc mà bố tôi để lại cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại và quốc nội. Tôi không biết nó hỏi nói như vậy nó có nghĩa lý gì không. Vâng,
À, vâng, thưa anh Thanh Tú, cái từ bần cố nông ấy thì là người ta hay dùng ở dưới cái thời phong kiến ấy, phong kiến mà Việt Nam mình thuộc Pháp ấy, thì là chỉ ám chỉ những cái người mà rất nghèo, không có đủ ruộng đất để cày mà phải và phải đi cày thuê cũng mướn, phải bần cố nông rất nghèo. Vâng, một câu hỏi tiếp theo muốn hỏi anh nha Thanh Tú Nhưng anh khoan, là nhưng mà cái đó đâu có gì đó, đâu phải xấu hổ ấy. đúng rồi Không phải anh, là xấu hổ, thì họ gọi tôi như những vậy. người mà xuất phát từ bần cố nông ấy về sau đã lãnh đạo là giữ vai trò vị trí quan trọng trong Đảng Cộng sản và lãnh đạo cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đấy, là những người là hầu hết đều là xuất phát từ bần cố nông anh. Tôi cũng vậy, họ cũng coi tôi là thành phần của cố nông, không sao, tôi rất là hãnh diện là thành phần của cố nông.